nhắc đến Huế, không thể không nhắc đến sông Hương. Dòng sông tạo dựng vẻ đẹp Huế, kiến tạo diện mạo văn hóa Huế và định hình tính cách Huế. Một dòng sông mà các nhà nghiên cứu luôn cảm thấy kỳ lạ. Kỳ lạ từ sự trải tình trải nết của dòng chảy. Kỳ lạ bởi không hùng vĩ uy phong, nhưng luôn đứng đầu trong thi ca nhạc họa. Và kỳ lạ bởi ngay cái tên đã khiến bao bậc thức giả, văn nhân hay sử gia từ cổ chí kim lao vào cuộc truy nguyên luận bàn. Một dòng sông mà đại thi hào Nguyễn Du đã ví như mảnh trăng lặng đồng nỗi buồn kim cổ. Danh sĩ Cao Bá Quát thì thấy như thanh kiếm dừng giữa trời xanh. Còn nhà thơ Thu Bồn thì tinh tế nhận ra: con sông dùng dằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Trong khi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thì ước ao: sông Hương hỏa rượu ta đến uống, ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say. Dòng sông huyền thoại, bảo vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho Huế ngày nay, vẫn mạnh liệt khơi nguồn cho dòng chảy văn hóa Huế xưa, nay và mai sau. Dẫu từ phía đôi mắt của chim trời, sông vẫn luôn êm đềm, nên thơ và mềm mại như một dải lụa đào. Kinh thành Huế bên dòng Hương Giang được xem là một tác phẩm kiến trúc tuyệt mỹ đặc thù Việt Nam, với ba vòng tường thành độc đáo lồng vào nhau, lại được điểm tô bằng những thẳng cảnh bậc nhất kinh kỳ, càng tôn vinh thêm giá trị của nó về mỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan môi trường. Vua Thiệu Trì là vị hoàng đế thứ ba của Triều Nguyễn, người được sử sách Triều Nguyễn mô tả là một vị hoàng đế thông minh, tận tùy chăm lo việc nước, uyên bạc nho học, yêu thích thơ ca, đã từng làm tập thơ Thần Kinh Nhị Thập Cảnh, mô tả 20 cảnh đẹp nổi tiếng của kinh đô. Và hơn 1/2 số cảnh đẹp đó thuộc phạm vi kinh thành Huế. Thật ra thì Thần Kinh Nhị Thập Cảnh không phải là một tập thơ, đó là một chùm thơ đó, 20 bài mô tả 20 cảnh đẹp của đất Thần Kinh đó. Đã được vua Thiệu Trì cho khắc in ở trong tập Ngự Đề Thi sơ tập, đó chỉ là một phần trong cái tập Ngự Đề đó. Người ta cũng thường nói thông qua Thần Kinh Nhị Thập Cảnh thì chúng ta tiếp cận với những sự liệu có liên quan tới những khu danh thắng của Huế xưa. Cái đặc biệt là trong những cái ngự chế của các vua triều Nguyễn như vua Minh Mạng, vua Thiệu Trì, vua Từ Lích thì hàm lượng dành cho con sông Hương cũng rất là nhiều. Vua Thiệu Trì thì trong khi bình chọn 20 thẳng cảnh của đất Thần Kinh thì nhà vua rất ưu tiên cho dòng sông Hương. Và nhà vua đã làm cái bài thơ Hương Giang Hiểu Phiểm, tức là buổi sáng thả thuyền trên sông Hương để ca ngợi cái vẻ đẹp của dòng sông. Nhà vua đã dùng tất cả những cái mỹ từ hay nhất, đẹp nhất để mô tả cái dòng sông, để ca ngợi cái vẻ đẹp của dòng sông. Nhưng để rồi cuối cùng thì nhà vua lại kết luận rằng: Vương Duy Diều Thụ Nán Đắc, Diễn Thọ Mạc Hình Chấn Thủ. Có nghĩa là hai cái vị hòa giá danh tiếng huyền thoại trong lịch sử của Đông Phương như là Vương Duy của thời Đường và Mao Diễn Thọ của thời Hán cũng không thể nào lột tả hết vẻ đẹp của con sông Hương. Đó là một cái nghệ thuật đòn bẩy rất độc đáo của vua Thiệu Trì. Và chỉ trong một tác phẩm thôi, tức là Ngự Đề Danh Thắng Đồ Hồi Thi Tập, thì nhà vua lại dùng đến 13 bài thơ để mà ca tụng cảnh đẹp của sông Hương. Bên cạnh những thắng cảnh thiên nhiên như sông Hương, núi Ngự, cửa biển Thuận An
hay đâm phả Tam Giang. Thần kinh nhị thập cảnh dành khá nhiều sự tôn vinh cho những công trình kiến trúc hay phong cảnh thuộc phạm vi kinh thành Huế. Đầu tiên có thể kể đến là những khu vườn ngự. Vua Thiệu Trì đã nhắc đến bốn khu vườn đặc trưng là vườn ngự, vườn Thiều Phương, vườn Thư Quang và vườn Thường Mậu. Trong đó, vườn Thiều Phương được xếp ở vị trí thứ hai. Thiều Phương Viên được xây dựng từ năm 1828, thời Minh Mạng, được xem là một trong những ngự uyển tiêu biểu nhất trong Hoàng Cung. Vườn nổi tiếng với kiểu cấu trúc vàng từ hồi lang, tức có hồi lang hình chữ vàng, nằm ở trung tâm chạy ra bốn phía. Vườn ngự của Triều Nguyễn có một đặc điểm là phần lớn nó gắn với kinh thành, nó không đặt xa kinh thành, khác với số vườn ngự của Trung Hoa. Tức là họ tìm những nơi mà thấm sơn cung cấp để họ lập vườn ngự. Và vườn ngự của Triều Nguyễn thì bao giờ nó cũng phải được tổ chức dễ dàng là sơn thủy hữu tình, tức là tạo cảnh như là một cái thiên nhiên thu nhỏ. Và đặc điểm thứ ba là nó không phải chỉ có cảnh, và bao giờ nó đặt lên đó rất nhiều công trình kiến trúc ở quy mô vừa phải. Và những kiến trúc đó thường là những công trình kiến trúc rất đẹp. Vườn Thiều Phương là một ngự viễn độc đáo nhất ở bên trong Tự Cẩm Thanh, được xây dựng dưới thời của vua Minh Mạng và được tôn vinh nghệ thuật đỉnh cao dưới thời của vua Thiệu Trị. Và khi bình chọn 20 thắng cảnh của đất Thần Kinh thì vua Thiệu Trị cũng chọn vườn Thiều Phương là một trong 20 thắng cảnh. Và nhà thơ đã làm một cái bài thơ rất độc đáo, đó là Vịnh Thiều Phương Văn, có nghĩa là truyền mãi cái hương thơm. Và trong cái tên ấy thì có hai chữ Thiều Phương là tên của vườn, đó là cái cách chơi chữ rất độc đáo của nhà vua. Thì cái kiến trúc độc đáo nhất của vườn Thiều Phương đó là cái hồi lang hình chữ vàng mà bốn phía lại gắn với bốn công trình rất là tinh xảo, hai đường và hai hiên. Đó là Dĩ Nhiên Đường, Cẩm Xuân Đường, Hàm Xuân Hiên và Vịnh Xuân Hiên. Thì riêng cái tác phẩm Người Đê Đô Hồi Khấm thì vườn Thiều Phương cũng có đến 11 bài thơ mà nhà vua dùng để mà ca tụng cảnh đẹp của vườn. Trong đó có những bài như Đề Vịnh Phương Hiên, có những bài như là Phương Viên Xuân Sắc, bài mà tản bộ trong vườn Thiều Phương, vườn Thiều Phương giữa ánh trăng, vân vân. Thì đó là cái vườn Thiều Phương nó đẹp như vậy, nó đặc sắc như vậy, và nó là một cái đối tượng nghệ thuật mà nhà vua thường sáng tác thơ văn để người ca. Trong thần kinh nhị thập cảnh, ngoài Hồ Tình Tâm xếp ở vị trí thứ hai, vua Thiều Trì xếp ở vị trí thứ sáu, Hồ Nồi Kim Thủy, còn gọi là Hầu Hồ, nằm bên trong hoàng thành. Dưới thời các vị vua đầu Triều Nguyễn, toàn bộ khu vực từ Vương Cơ Hà đến hết Hồ Nồi Kim Thủy, cả công trình kiến trúc được xây dựng khá dày đặc và cầu kỳ. Đây chính là khu vực mà các vua Nguyễn thường ra dạo chơi, hóng mát, làm thơ. Cái Hầu Hồ hay là cái Nồi Kim Thủy là một cái hồ, nó nằm ngay trong hoàng thành, ngay sau lưng Tự Cẩm Thanh. Đó là phạm vi mặt nước rộng nhất ở trong hoàng thành. Trên cái Hầu Hồ đó, các vua Triều Nguyễn đã tổ chức một cụm đảo, trong đó có hòn đảo rất lớn là Doanh Châu. Và trên đảo Doanh Châu đó có nhiều công trình kiến trúc đẹp. Thậm chí ngay trước từ đó để đi ra cửa Địa Bình, tức là bây giờ là cửa Hòa Bình, thì còn có chiếc cầu 12 nhịp được lợp mái ngói. Và trên cái đảo Doanh Châu đó còn có một cái lâu mà vua Thiệu Trì mô tả trong thần kinh nhị thập cảnh, trong cái bài Cáo Cạc Sinh Lương. Đó là một cái lâu Thiệu Trì gọi là cáo chọc vọc. Thì cái đẹp của cái vườn này, đó là một cái vườn ngự mà nằm như một cái đảo trên một cái mặt hồ ngay phía sau của hoàng thành. Rất tiếc là qua biến thiên của lịch sử, phần lớn là đã bị chìm xuống dưới mặt hồ, công trình kiến trúc bây giờ không còn, và hòn đảo nó bị thu nhỏ. Hồ Nồi Kim Thủy ở bên trong hoàng thành ngày xưa nó cũng là một cái thắng cảnh mà được vua Thiệu Trì bình chọn là một trong 20 thắng cảnh của đất Thần Kinh, qua cái bài thơ là Cáo Cạc Sinh Lương, tức là gạc cao mạc mẻ. Ngoài cái gạc Hải Tịnh Liên Phong thì ở đó còn có những cái đình Thất Doanh, đình Doanh Châu Tài Nhĩ, có cái lầu Nhật Thành, có cái lầu Vô Hà Nghĩ và có cả những cái thủy tà Trừng Tâm.
Và với cái tên Hải Tịnh Niêm Phong ấy, chữ Hải Tịnh là từ cái chữ Tử Hải An Tịnh, có nghĩa là bốn bề đều bình yên lặng sóng. Điều đó nó tượng trưng cho sự thái bình của đất nước. Niêm Phong có nghĩa là nắm được mùa dồi dào, nó tượng trưng cho sự ấm no hạnh phúc của người dân. Nhà vua dùng cái từ Hải Tịnh Niêm Phong để luôn luôn nhắc nhở mình khi đến thăm ở nơi đó. Cứ nhìn vào mặt hồ thấy rằng lặng sóng thì có thể nghĩ đến cái Tử Hải đáng bình yên không nổi sóng, để nghĩ đến cái thanh bình cho đất nước. Nhìn thấy cây cối tốt tươi thì có thể nghĩ đến cái mùa màng bội thu và mưu cầu cái hạnh phúc cho người dân. Thì đó là cái câu mà danh vi Hải Tịnh Niêm Phong, đạn vòng thì hòa tuệ mỹ mà vua Tiểu Trị dùng trong bài thơ. Thì ngày nay thì tất cả những cái công trình kiến trúc ở cái hồ nổi Kiếm Thủy mà vua Tiểu Trị đã mô tả thì không còn nữa. Có vẻ như cái tên Hải Tịnh Niêm Phong nó còn tích lũy một cái khí thiêng ở đó, khiến cho hàng năm luôn luôn có một cái đàn chim cả mấy trăm con luôn về cư trú ở đó. Đằng sau hồ nổi Kim Thủy trong thần kinh nhị thập cảnh của vua Thiệu Trì chính là cung Trường Ninh, sau có tên gọi khác là cung Trường Sanh. Trường Ninh Cung là một cung kiến trúc cảnh quan kết hợp giữa công trình cung điện, vườn hoa, lối đi, lạch nước, hồ nước, hòn Dạ Sơn, là nơi vua mời các hoàng thái hậu đến thưởng hoàng cảnh đẹp. Kiến trúc sơ khởi hình chữ tam, một điện chính ở giữa, một điện phía trước và một lầu phía sau. Đến năm Thiệu Trị thứ 6, năm 1846, nhân dịp Ngũ Đài Đồng Đường, cháu nội của vua ra đời khi bà nội của vua là Thuần Thiên Cao Hoàng hậu vẫn còn khỏe mạnh, Thiệu Trị đã cho trùng tu và nâng cấp Trường Ninh Cung. Về sau, đây trở thành nơi ăn ở sinh hoạt của các bà Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu. Cung Trường Sanh mà thời vua Thiệu Trị thì nó mang tên là cung Trường Ninh. Và trong thần kinh nhị thập cảnh đã có một bài thơ riêng cho cung Trường Ninh. Đối với vua Thiệu Trị, cung Trường Ninh có một ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì vào thời điểm của ông là năm đời kế tiếp cung sống trong đại nội Huế. Và nhà vua đã cho tổ chức lại cái hoa viên Trường Ninh này thành ra một cái công trình kiến trúc để đánh dấu là Ngũ Đài Đồng Đường. Như vậy có thể nói đó cũng xem như một cái ngự viên rất độc đáo của Trung Nguyễn, mà nó gắn liền với nồi cúng, với các ba hoàng thái hậu. Cúng Trường Ninh Nguyễn Thủy là một cái hoa viên rất là đặc biệt mà vua Minh Mạng xây dựng ngay sau lưng cái cung Diên Thọ, là nơi ở của Thuần Thiên Cao Hoàng hậu, tức là mẹ ruột của vua Minh Mạng, để làm cái nơi cho Thuần Thiên Cao Hoàng hậu thường xuyên thưởng tiệc ưu du hoặc là ngoạn hoa ngắm cảnh. Cho đến thời vua Thiệu Trì thì có một cái sự kiện rất đặc biệt, đó là sự kiện Ngũ Đài Đồng Đường, là một trong một những cái điều mà đài phước đài quý của hoàng gia. Nhân cái sự kiện đó mà vua Thiệu Trì đã cho đài giá trùng tu toàn bộ cung Trường Ninh. Công trình kiến trúc chính sau khi được trùng tu đó là cái Vương Tử Điện, tức là một cái phức hệ kiến trúc hình chữ vương, gồm ba cái kiến trúc xếp hình dọc và được nối ở giữa cái hình của chữ vương như vậy. Mà đầu tiên là nhà Ngũ Đài Đồng Đường, đến cái điện Thọ Khang, và sau nữa là lầu Hoàng Phúc. Tức là người ta dùng tất cả những cái từ ngữ đẹp đẽ nhất về cái Phúc, cái Thọ, cái Khang Ninh để mà đặt tên cho cái công trình kiến trúc ấy. Về sau thì Vương Trường Ninh có những giai đoạn là làm nơi cư trú cho cả cái ba hoàng mà thân phận quá cao nhưng không thể làm chủ nhân của cung Diên Thọ. Ví dụ như bà Lê Thiên Anh, hoàng quý phi của vua Từ Đức cũng đã từng ở đó. Hoặc là bà Từ Minh khi chưa là chủ nhân của cung Diên Thọ thì cũng ở tại Vương Trường Ninh. Rồi bà Nguyễn Thị Đình, mẹ của vua Duy Tân cũng ở đó. Và sau này là bà Dương Thị Thục, tức là thân mẫu của vua Khải Định. Và chính thời vua Khải Định thì nhà vua đã cải tạo lại Vương Trường Ninh và xây dựng theo cái kiến trúc mà chúng ta thấy hôm nay. Và đổi tên là cung Trường Sanh để chỉnh danh đình phần cho mẹ mình cư trú. Nằm ở vị trí thứ 18 trong 20 cảnh đẹp đất thần kinh được vua Thiệu Trì xếp hạng, đó là Quốc Tử Giám. Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1803, vua Gia Long đã cho xây dựng một trường học mang tính quốc gia với tên gọi là Đốc Học Đường,
nằm cạnh văn miếu, nhìn ra sông Hương với phong cảnh hữu tình. Sau vua Minh Mạng đổi tên thành Quốc Tử Giám. Đến đời vua Duy Tân thì Quốc Tử Giám được dời vào bên trong kinh thành. Quốc Tử Giám đại diện duy nhất của một trường đại học thời quân chủ, minh chứng cho tư tưởng coi trọng việc học hành của thời nhà Nguyễn. Hơn 200 năm tồn tại, trường đã góp phần không nhỏ trong việc đào tạo những vị tiến sĩ, phó bảng, những nhân tài cho đất nước. Dễ thơ vua Gia Long là nó là chưa mang tên là Quốc Tử Giám, mà nó gọi là Quốc Học Đường. Thì đến vua Minh Mạng, thì vua Minh Mạng mới đổi tên Quốc Học Đường thành Quốc Tử Giám. Và cái cơ sở này nó tồn tại cho đến 1904 thì nó bị cơn bão Nam Thịnh làm hư hỏng. Và sau đó người ta dời về khu vực này. Khi dời cái Quốc Tử Giám đây về, thì trên đó những công trình chính vẫn còn tồn tại. Và người Huế quen gọi nó là Văn Thánh. Quốc Tử Giám là một cái thiết chế giáo dục cao nhất trong cái hệ bộ máy công quyền của triều đại nhà Nguyễn. Sau khi thống nhất đất nước thì vua Gia Long đã cho xây dựng cái lớp học đường ở trên làng An Ninh Thượng. Và đến thời vua Minh Mạng thì đổi tên chính thức là Quốc Tử Giám. Và đến thời vua Thiệu Trị thì nhà vua đã cho trùng tu lại rất là khang trang, và với một cái kiến trúc độc đáo như vậy nằm bên cái bờ sông Hương. Nó là một cái kiến trúc cảnh quan quá đặc biệt, cho nên khi nhà vua bình chọn 20 thắng cảnh của đất thần kinh thì Quốc Tử Giám được bình chọn là một trong 20 thắng cảnh ấy. Và vua Thiệu Trị còn sáng tác một cái bài thơ rất đặc biệt, đó là bài Huỳnh Từ Thứ Thanh, và nội các đã cho khắc vào trong cái bia đá đặt ở cái Quốc Tử Giám. Đó là một cái bài thơ ngợi ca về cảnh đẹp của Quốc Tử Giám. Cho đến thời Duy Tân năm 1908, sau 100 năm tồn tại ở làng An Ninh Thường thì Quốc Tử Giám được dời về phía bên trong kinh thành và phía đông của hoàng thành như hiện nay. Sau khi đưa về cái vị trí hiện nay cùng với cái sự tôn tạo của triều đình thì cái diện mạo của Quốc Tử Giám nó cũng rất là độc đáo, và bởi vậy nó cũng hoàn toàn xứng đáng là một trong 20 thắng cảnh của đất thần kinh. Các nhà nghiên cứu từng nhận xét, thời gian là tiếng nói đa âm của lòng người. Tác phẩm là nơi hội thoại của nhiều người, nhiều thế hệ. Ngược thời gian, hội thoại cùng tiếng nói đa âm trong thần kinh nhị thập cảnh. Dường như chúng ta hòa nhập một cách tự nhiên với miền núi Ngừ sông Hương, đồng cảm với tình yêu và nỗi niềm của một ông vua triều Nguyễn. Có thể nhận thấy, từ những mô tả quả đặc sắc của vua Thiệu Trị trong thần kinh nhị thập cảnh, bức tranh toàn cảnh của kinh thành Huế hiện hiện rực rỡ vàng son, càng tôn vinh giá trị thành quả lao động của tiền nhân, khiến UNESCO cũng phải ngưỡng mộ khi ghi tên vào danh mục di sản văn hóa thế giới, đứng ngang hàng với những di tích hàng ngàn năm tuổi của nhân loại.